Cuộc đối đầu giữa lực lượng Nga và Ukraine ở Kherson được dự đoán là trận chiến quyết định khi mùa đông tới gần. Quỳnh Anh rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Thưa quý vị, cuộc chiến Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ hai với những diễn biến tiếp tục căng thẳng. Sau đây là những thông tin đáng lưu ý xoay quanh xung đột Nga-Ukraine trong ngày hôm nay. Quan chức Latvia công nhận Crimea là của Nga. Washington Post: chiến đấu cơ Mỹ thị uy sức mạnh trước Iran. Nga-Ukraine đối mặt trận chiến quyết định ở trào lửa Kherson. Nga gia hạn chót về thỏa thuận ngũ cốc cho Liên Hợp Quốc. Thị trưởng thành phố Daugavpils lớn thứ hai của Latvia, Andrei Esnit, trên đài phát thanh Delfi đã công nhận Crimea là của Nga. Crimea là một phần của Nga, ông Esnit nói khi trả lời câu hỏi về quyền sở hữu bán đảo này. Đồng thời, ông Esnit lưu ý rằng ông đã đưa ra quan điểm của mình nhiều lần. Theo ông Esnit, hầu hết các nước không công nhận việc thống nhất bán đảo với Nga. Thị trưởng cũng nhấn mạnh Kiev, Moscow và Washington phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng Ukraine và gọi tình huống này là sự mất mát về mặt ngoại giao. Mới đây, bà Tamila Taseva, quan chức Ukraine chịu trách nhiệm về kế hoạch giành lại Crimea và loại bỏ quân đội Nga khỏi bán đảo này, nói rằng bà đang dựa trên tình hình chiến trường và tìm kiếm một mạng lưới cung cấp thông tin ngầm ở Crimea để hỗ trợ kế hoạch. Bà Taseva từ lâu đã tin rằng cơ chế chính để loại bỏ Nga khỏi bán đảo Crimea sẽ phụ thuộc vào các yếu tố chính trị và kết quả ngoại giao của Kiev với các đồng minh. Tuy nhiên, khi cuộc xung đột toàn diện với Nga bùng nổ vào tháng 2 và đến nay đã bước sang tháng thứ 9, bà Taseva tin rằng trách nhiệm trên chiến trường để giành lại Crimea thuộc về chính phủ và các lực lượng vũ trang Ukraine. Cơ chế chính để loại bỏ Nga vẫn là các thách thức chính trị và ngoại giao, nhưng tất nhiên chúng tôi cũng vạch ra chiến lược để giành lại Crimea bằng một cơ chế khác, bao gồm các hoạt động quân sự để loại bỏ lực lượng Nga khỏi Crimea, bà Taseva nhấn mạnh. Theo bà Taseva, cơ quan tình báo của Ukraine đã tuyên bố họ tin Ukraine có thể giành lại Crimea vào mùa xuân hoặc mùa hè năm 2023. Thiếu tướng Kirill Budanov, chỉ huy tình báo Ukraine, cho biết chúng tôi có thể giành lại lãnh thổ Crimea vào cuối mùa xuân năm 2023 hoặc có thể vào mùa hè. Nhưng tôi thực sự tin rằng chúng tôi sẽ lấy lại Crimea cho Ukraine trong thời gian ngắn hơn, bà Taseva nhấn mạnh. Trước đó, bán đảo Crimea đã trở thành một khu vực của Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 3 năm 2014. Trong đó, 96,77% cử tri ở Cộng hòa Crimea và 95,6% cư dân ở Sevastopol đã ủng hộ việc sáp nhập vào Nga. Cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức sau cuộc đảo chính ở Ukraine. Ukraine vẫn coi bán đảo Crimea là phần lãnh thổ của mình, nhưng tạm thời bị chiếm đóng. Trong khi đó, giới chức Nga nhiều lần tuyên bố rằng cư dân bán đảo Crimea đã tổ chức trưng cầu dân ý một cách dân chủ, tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, đã bỏ phiếu thống nhất với Nga. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, vấn đề bán đảo Crimea đã hoàn toàn khép lại. Mỹ đã điều các máy bay chiến đấu ở Vịnh Ba Tư tới gần Iran sau khi có thông tin tình báo cáo buộc Tehran đang lên kế hoạch tấn công Saudi Arabia, tờ Washington Post của Mỹ đưa tin. Trước đó, Riyadh đã thông báo cho Washington rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Saudi Arabia có thể sắp xảy ra. Sau khi nhận được thông tin, Mỹ đã điều động các máy bay tiêm kích của nước này trong khu vực tới gần không phận Iran nhằm thị uy sức mạnh, Washington Post cho biết. Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ các cáo buộc nước này đang lên kế hoạch tấn công Saudi Arabia. Tehran nhấn mạnh đây là những cáo buộc vô căn cứ, được đưa ra để tạo ra bầu không khí tiêu cực chống lại Iran và phá hủy xu hướng tích cực hiện tại với các nước trong khu vực. Saudi Arabia là đồng minh chính của Mỹ ở vùng Vịnh trong nhiều thập kỷ, nhưng tương lai của mối quan hệ đó vẫn đang bị đặt dấu hỏi sau khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, trên thực tế do Saudi Arabia dẫn đầu, vào tháng 10 đã quyết định giảm sản lượng dầu. Động thái này được đưa ra bất chấp việc Mỹ thúc giục Saudi Arabia tăng sản lượng dầu, cho rằng giá dầu sẽ giảm, gây tổn hại cho Nga và khiến cho Moscow khó tài trợ cho chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine. Nhà Trắng đã thảo luận về việc rút lại viện trợ quân sự cho Saudi Arabia, loại nước này khỏi các cuộc tập trận và hội nghị quân sự trong khu vực như một hình phạt cho động thái của Riyadh. Cuộc đối đầu giữa lực lượng Nga và Ukraine ở Kherson được dự đoán là trận chiến quyết định khi mùa đông tới gần. Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić đã so sánh trận chiến giành Kherson giữa lực lượng Nga và Ukraine với mặt trận Stalingrad trong Thế chiến thứ hai, cảnh báo dư chấn từ cuộc giao tranh có thể lan ra ngoài khu vực xung đột. Giai đoạn đầy thách thức vẫn đang ở phía trước. Mùa đông tới thậm chí còn khắc nghiệt hơn vì chúng ta đang đối mặt với trận chiến Stalingrad, trận chiến quyết định trong cuộc xung đột ở Ukraine, trận chiến giành Kherson. Tổng thống Vučić nói trong cuộc phỏng vấn hôm 6 tháng 11.
Ông Vujic dự đoán cả Nga và Ukraine có thể sẽ triển khai hàng nghìn xe tăng, máy bay và pháo trong cuộc chiến giành thành phố chiến lược ở miền nam Ukraine. Phương Tây, lực lượng đang ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột và cung cấp vũ khí cho nước này, nghĩ rằng họ có thể phá hủy Nga theo cách đó, trong khi Nga tin rằng họ có thể bảo vệ những gì mà họ đã giành được kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra và chấm dứt xung đột, nhà lãnh đạo CBA nói. Ông Vujic cũng cảnh báo các cuộc giao tranh quy mô lớn ở Kherson sẽ tạo ra thêm nhiều vấn đề ở khắp mọi nơi. Trận chiến Stalingrad được cho là trận chiến lớn nhất và đẫm máu nhất trong Thế chiến thứ hai và được xem là một bước ngoặt của cuộc xung đột. Thương vong ước tính lên tới 2 triệu người với hơn 1 triệu người chết. Thành phố Kherson trên sông Dnieper nằm dưới sự kiểm soát của Nga chỉ vài ngày sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2. Tỉnh Kherson chính thức được tuyên bố là một phần của Nga vào đầu tháng 10, cùng với tỉnh Zaporizhia, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugan, sau khi người dân ở những vùng lãnh thổ này ủng hộ sáp nhập vào Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý. Kherson có ý nghĩa chiến lược đối với cả Nga và Ukraine, bởi vị trí quan trọng của khu vực này bên sông Dnieper, gần cửa biển Đen và là một trong những trung tâm công nghiệp với sông và cảng lớn. Chính quyền Ukraine coi việc giành lại Kherson là một trong những mục tiêu chính. Kiev đã lên kế hoạch cho một cuộc phản công quy mô lớn vào thành phố này trong nhiều tháng. Trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine đã nhiều lần tìm cách tiến công vào Kherson, nhưng Nga tuyên bố tất cả các cuộc tấn công đó đều bị đẩy lùi. Ngày 6 tháng 11, ông Kirill Stamatsov, phó lãnh đạo chính quyền Kherson, cảnh báo Ukraine triển khai ngày càng nhiều xe bọc thép chở quân và xe tăng gần Kherson để chuẩn bị cho một cuộc phản công mới. Nga đã lên kế hoạch bảo vệ thành phố Kherson khỏi các cuộc tấn công của Ukraine. Tháng trước, các nhà chức trách đã bắt đầu di dời dân thường khỏi Kherson và các khu vực hữu ngạn sông Dnieper do lo ngại rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào đập thủy điện Kakhovka có thể dẫn đến lũ lụt lớn. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước tuyên bố những người dân sống ở Kherson phải được sơ tán khỏi khu vực giao tranh nguy hiểm nhất. Giới chức Ukraine cảnh báo nếu cố thủ ở Kherson quá lâu, lực lượng Nga có thể bị bao vây vì hầu hết cầu bắc qua sông Dnieper đã bị Kiev phá hủy hoặc kiểm soát. Một nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết, Nga cần nhận thấy tiến triển về hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của nước này trước ngày 18 tháng 11. Theo kênh truyền hình AT, đây cũng là ngày hết hạn thỏa thuận ngũ cốc trước đó do Nga và Ukraine đạt được thông qua Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Dẫn lời ông Dmitry Polyansky, phó đại diện Nga tại Liên Hợp Quốc, báo Izvestia ngày 7 tháng 11 đưa tin, Nga coi ngày hết hạn của thỏa thuận ngũ cốc Ukraine là thời hạn để Liên Hợp Quốc thể hiện được những thay đổi trong việc thực hiện các cam kết dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với Nga. Quyết định xem có kéo dài chương trình ngũ cốc Ukraine sẽ phụ thuộc vào phần điều kiện của Nga có được hoàn thành hay không, ông Dmitry Polyansky nhấn mạnh. Nhà ngoại giao cấp cao đã đề cập đến thỏa thuận giữa Nga và Ukraine được ký kết vào tháng 7, cho phép Kiev xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Liên Hợp Quốc cam kết sẽ hối thúc Mỹ và các đồng minh dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đang cản trở hoạt động xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga. Tuy nhiên, các quan chức Nga đã nhiều lần chỉ trích thỏa thuận, cho rằng Liên Hợp Quốc đã không thực hiện cam kết. Vào cuối tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngừng tham gia thỏa thuận sau khi xảy ra cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào cảng Sevastopol. Quân đội Nga cáo buộc Ukraine đã sử dụng một hành lang an ninh dành cho vận chuyển lương thực để che đậy cuộc tấn công. Vài ngày sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã cam kết bằng văn bản rằng không sử dụng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc cho các mục đích quân sự. Về phần mình, Kiev phủ nhận bất kỳ cam kết bổ sung nào. Cũng trong bài viết trên tờ Izvestia, một nguồn tin giấu tên cho hay, tính đến đầu tháng 11, Moscow vẫn chưa nhận được sự đảm bảo tự do tiếp cận thị trường ngũ cốc thế giới. Tuần trước, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ca ngợi thỏa thuận ngũ cốc là một thành công lớn và nói rằng việc duy trì thỏa thuận là cần thiết. Trong khi Đảng Dân Chủ coi bầu cử là một cuộc trưng cầu dân ý về nền dân chủ Mỹ, Đảng Cộng Hòa nói rằng họ sẽ giải quyết tốt hơn các tai ương kinh tế. Các nhà lãnh đạo chính trị của cả hai đảng hôm 6 tháng 11 đã đưa ra những lập luận cuối cùng của họ với cử tri hai ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Với một số đảng viên dân chủ hàng đầu coi cuộc bầu cử là một cuộc trưng cầu dân ý về nền dân chủ Mỹ. Trong khi đó, Đảng Cộng Hòa lại nói rằng họ sẽ giải quyết tốt hơn các vấn đề kinh tế của người Mỹ, đồng thời liên tục khẳng định đối thủ của họ không đủ vững để giúp cử tri, bất chấp luận điệu của Đảng Dân Chủ rằng Đảng Cộng Hòa là nguyên nhân gây ra sự chia rẽ chính trị của quốc gia. Đảng Dân Chủ, thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ nói trên chương trình, kinh tế là vấn đề trọng yếu,
Mọi quốc gia trên thế giới đều đã trải qua thời gian khó khăn sau đại dịch. Câu hỏi cử tri phải đặt ra là họ tin tưởng ai sẽ thấy và đứng ra bảo vệ họ, chăm lo an sinh xã hội và sức khỏe của họ. Bà Kubitschek cũng cảnh báo rằng một sự thay đổi quyền lực ở quốc hội có thể gây nguy hiểm cho đất nước. Bà lưu ý rằng nhiều ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đã phát tán những hoài nghi về cuộc bầu cử năm 2020 và nói rằng cái bóng của cựu Tổng thống Donald Trump đang bao phủ ở các bang quan trọng. Những ứng viên này đang ném sự thật ra ngoài cửa sổ, họ đang phá vỡ pháp quyền và cười với bạo lực chính trị. Nếu bạn là đảng viên dân chủ, đảng viên Cộng hòa độc lập hoặc ôn hòa, thì nền dân chủ nằm trên lá phiếu và đã đến lúc bỏ phiếu cho nền dân chủ. Thượng nghị sĩ đảng dân chủ New Jersey cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Chúng ta phải nhớ, sau những gì chúng ta đã thấy ngày 6 tháng 1 năm 2021, đảng Cộng hòa hay dân chủ, chúng ta nên bầu chọn những người tin tưởng vào nền dân chủ của chúng ta, tin vào truyền thống của chúng ta và cuối cùng muốn đoàn kết mọi người chứ không phải là chia rẽ. Có một nền văn hóa coi thường ở đất nước này, bạn thấy những người làm công tác bầu cử ngày càng bị đe dọa, bạn thấy các thẩm phán gặp những mối nguy ngày càng tăng. Rất tiếc, thậm chí chúng ta thấy điều đó xảy ra với các thành viên quốc hội như những gì đã xảy ra với Paul Pelosi, chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Có điều gì đó không ổn ở đất nước chúng ta khi bạo lực chính trị gia tăng, các mối nguy ngày càng nhiều đang thực sự đe dọa mỗi người dân. Nghị sĩ của Đảng Dân Chủ ở Nam Carolina đã kêu gọi không bỏ phiếu cho những người cố gắng gây ra hoài nghi về tính hợp lệ của các cuộc bầu cử. Nếu ứng viên đang nói dối, phủ nhận, cố gắng xóa bỏ kết quả bầu cử, cố gắng vô hiệu phiếu bầu, hãy bỏ phiếu chống lại sự ngu ngốc đó. Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên ABC, Thống đốc, một đảng viên Cộng Hòa nói với cử tri rằng đảng của ông đại diện tốt hơn cho lợi ích kinh tế của cử tri. Ông Junkin cũng đánh giá vào vấn đề chiến tranh văn hóa và tội phạm gia tăng. Người Mỹ đang bị tổn thương, các ứng viên Đảng Cộng Hòa đang đưa ra các giải pháp chung cho những vấn đề quan trọng nhất này. Người Mỹ ngồi quanh bàn của họ vào buổi tối và họ lo lắng về lạm phát, về tội phạm, về trường học và về biên giới. Đảng Cộng Hòa có các giải pháp rõ ràng cho tất cả điều này, ông Junkin nói, mà không nêu chi tiết bất kỳ giải pháp nào trong số đó. Chính sách tư tưởng mạnh mẽ của cả hai đảng trước ngày bầu cử mùng 8 tháng 11 nói lên một kết quả tiềm năng cho tương lai của quốc gia. Đảng nắm quyền kiểm soát quốc hội thường mất vị thế đa số trong các cuộc bầu cử giữa kỳ. Vì vậy, nếu Đảng Cộng Hòa chiếm được đa số ghế và giành quyền kiểm soát quốc hội vào thời điểm này, điều đó không gây ngạc nhiên. Tuy nhiên, bất kỳ sự thay đổi chính trị mạnh mẽ nào trong bối cảnh hiện tại cũng có thể thổi bùng ngọn lửa bất ổn trên một quốc gia đang ngày càng chia rẽ về các vấn đề như bỏ phiếu, kiểm soát súng, chủng tộc, tự do sinh sản và quyền LGBT. Khi bạo lực chính trị và các thuyết âm mưu xuất hiện nhiều, nền chính trị gây chia rẽ của ông Trump có thể thống trị lại một lần nữa, đặc biệt là khi ông có thể sớm tuyên bố ứng cử Tổng thống năm 2024. Bất kể kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ như thế nào, vẫn chưa rõ liệu các chính trị gia có thể đưa ra các giải pháp lập pháp tốt cho những vấn đề này hay không. Đất nước có thể sẽ cần sự hợp tác của lưỡng đảng để có các quyết sách tốt, nhưng điều này dường như không thể xảy ra trong một bầu không khí chính trị đảng phải gay gắt. Kết quả của bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ có thể tạo ra ảnh hưởng sâu rộng ở châu Á, khu vực mà Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh rất gay gắt. Chiến thắng cho Đảng Dân Chủ sẽ tạo điều kiện cho Tổng thống Joe Biden tiếp tục duy trì chính sách đối ngoại hiện tại. Còn nếu Đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát một trong lưỡng viện, thì Mỹ có khả năng hướng nội, ít can dự vào vấn đề bên ngoài lãnh thổ hơn. Tuy nhiên, cạnh tranh với Trung Quốc vẫn là chủ đề nóng với cả hai đảng. Chuyên gia về Đông Nam Á thuộc Hội đồng Đối ngoại cho biết ngày càng nhiều chính trị gia Đảng Cộng Hòa cẩn trọng hơn với sự can dự của Mỹ ở nhiều nơi trên thế giới. Nếu Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện, ngay cả một chủ tịch Hạ viện theo chủ nghĩa quốc tế cũng phải phục vụ làn sóng chủ nghĩa biệt lập với hàng loạt hạ nghị sĩ ủng hộ mạnh mẽ chính sách của cựu Tổng thống Donald Trump. Nhân vật vẫn rất quyền lực trong đảng và luôn nghi ngờ mối quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh châu Á mà ông xác định không chi tiêu đủ cho quốc phòng. Ông còn lo ngại một chủ tịch Hạ viện là đảng viên dân chủ sẽ xét lại quan hệ với đồng minh như Hàn Quốc hay là Philippines. Chiến thắng cho Đảng Cộng Hòa cũng có thể ảnh hưởng đến chi tiêu quốc phòng và thỏa thuận quân sự của Mỹ, nhưng giáo sư đại học cho rằng chính sách đối ngoại có thể không phải ưu tiên hàng đầu của giới nghị sĩ Mỹ. Các quyết định chính sách đối ngoại thường được nhánh hành pháp kiểm soát chặt chẽ để tránh bị thay đổi trong nhánh lập pháp ảnh hưởng quá mức. Giáo sư Winger cảnh báo khả năng chính sách đối ngoại bị gác lại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vì mỗi đảng tập trung vào chương trình nghị sự chính trị của riêng mình. Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát sẽ tổ chức luận tội Tổng thống Biden để trả đũa hai lần luận tội cựu Tổng thống Trump trước đó. Lo ngại về Trung Quốc. Giáo sư Winger cạnh tranh với Trung Quốc sẽ là điểm chung giữa hai đảng.
chuyên gia nhận định các nghị sĩ Cộng hòa không chỉ thúc đẩy xét lại quan hệ với đồng minh châu Á, mà còn gây sức ép buộc chính quyền Tổng thống Biden tái khẳng định lập trường với Đài Loan. Tuy vậy, ngày càng nhiều đảng viên Cộng hòa lại không muốn can thiệp đến Đài Loan bị tấn công. Đây có thể là mấu chốt gây tranh cãi trong 2 năm tới. Giáo sư lại cho rằng đảng Cộng hòa cũng có thể phải chịu áp lực tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc hơn đảng Dân chủ trước căng thẳng leo thang tại eo biển Đài Loan, điều sẽ dẫn đến tăng đầu tư cho quân sự mà bỏ qua ngoại giao. Ngày 6 tháng 11, các thành viên của Đảng Dân Chủ khẩn trương kêu gọi các cử tri đi bỏ phiếu trước nguy cơ thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quốc hội vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Trong 2 ngày cuối cùng của chiến dịch vận động, các ứng viên của Đảng Cộng Hòa hiện nắm giữ ưu thế dẫn đầu trước các đối thủ Đảng Dân Chủ. Điều này đồng nghĩa với việc Đảng Dân Cộng Hòa sẽ có thể giành lại được kiềm quyền sót Hạ viện sau 4 năm. Trong khi đó, hai đảng vẫn ngang tàng ngang sức tại cuộc đua vào Thượng viện. Kết quả bỏ phiếu tại các bang bao gồm Pennsylvania, Nevada và Georgia có thể sẽ đóng vai trò quyết định trong việc bên nào sẽ kiểm soát Thượng viện. Theo số liệu thống kê từ các quan chức bầu cử thuộc Viện Nghiên cứu Edison, tính đến thời điểm hiện tại, trên 40 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm tại 47 bang. Giới quan sát cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận rằng tổng số cử tri đi bỏ phiếu trong năm nay có vượt mức kỷ lục năm 2018 hay không. Bang Texas và Florida là những bang dẫn đầu về số lượng cử tri bỏ phiếu sớm, với lần lượt là trên 5,4 triệu và 4,5 triệu phiếu bầu. Bang Georgia cũng ghi nhận số phiếu bầu sớm kỷ lục trong bầu cử giữa nhiệm kỳ với trên 2,5 triệu phiếu. Trong loạt sự kiện vận động vào cuối tuần qua, các thành viên Dân Chủ có tiếng nói bao gồm Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama đã xuất hiện ở các bang trước đó đều bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ trong năm 2020. Điều này là một dấu hiệu cho thấy Đảng Dân Chủ nhận ra vị thế của họ đang bị lung lay tại các bang này. Thông thường, đảng nắm quyền tại Nhà Trắng thường mất ghế trong Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên. Bên cạnh đó, trong năm nay, Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ phải đối mặt với mức tín nhiệm thấp do người dân bức xúc về các vấn đề từ lạm phát đến tội phạm và nhập cư. Để lấy lại lòng tin của cử tri, các ứng viên Đảng Dân Chủ viện dẫn những thành tích kinh tế dưới chính quyền Tổng thống Biden, bao gồm cơ hội việc làm, mở rộng và nỗ lực phục hồi ngành sản xuất trong nước, cũng như chính sách ngăn biến đổi khí hậu và giảm chi phí thuốc cho người cao tuổi. Chúng tôi sẽ bảo vệ các giá trị dân chủ chính thống của mình trước những mối đe dọa đối với nền dân chủ. Chủ tịch Ủy ban Chiến dịch Quốc hội Dân chủ, người đang trong cuộc đua khó khăn để giữ chiếc ghế đại diện, các nghị sĩ của Đảng Dân Chủ đang hy vọng số cử tri xuất hiện nhiều ngày trong bầu cử, đặc biệt là nhóm cử tri trẻ tuổi có thể giúp các nhà lập pháp bảo vệ ghế quốc hội của mình. Trong một cuộc thăm dò gần đây của NBC News được công bố vào ngày 6 tháng 11, mức độ sẵn sàng đi bỏ phiếu của các cử tri Dân Chủ ngang bằng với cử tri Cộng Hòa. Thông tin này đã khép lại bản tin thời sự quốc tế, được phát sóng liên tục hàng ngày trên kênh Tin tức Việt. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ những tin tức cập nhật nóng hổi, được đưa tin nhanh nhất và chính xác nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại!